Cảm ơn quý vị đã không rời máy. Bây giờ xin đi vào phân tích. Xin anh biết. Vâng, kính chào quý vị. Vấn đề là trong chủ đề là Tổng thống Trump củng cố NATO và làm hòa với Nga để cô lập Trung Cộng. Người Việt Nam có câu chén úp trong sóng còn khua, vợ chồng đầu ấp tay gối cũng có khi hờn giận. Nhưng thói thường nghĩa bạn bè vợ chồng cũ không rủ cũng đến, như văn hào Nguyễn Du viết thành thơ, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, như mối tình của Thúy Kiều và Kim Trọng. Điều này có thể thấy trong cuộc họp Liên minh Bắc Đại Dương mở ra ngày 11 và 12 tháng 7 tại Bruxelles, với sự tham dự của Tổng thống Trump của Mỹ, các lãnh đạo của 29 nước liên minh, quá nhiều lời qua tiếng lại lại bực tức giận nhau. Như chúng ta biết, ông Tổng thống Trump năm nay 70, 71 tuổi rồi. Lớn hơn ông Thủ tướng rồi lên làm Phó Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa, ông Trần Văn Hương, mà thời làm dân biểu anh em chúng tôi gọi ông ấy là ông già gân. Thì có thể nói, trong cái cuộc gặp gỡ với các nước, 29 nước ở trong cái tổ chức OTAN, ông Trump đó, ông là cái người lớn con, nói thì lớn tiếng mà cũng lớn tuổi. Ông ăn nói thưa với quý vị là thẳng thừng, ruột để ngoài da. Ông đòi các đồng minh chị em phải tôn trọng cam kết tăng chỉ tiêu quân sự lên 2% GDP đến năm 2024. Ông nói trong chuyến đi thăm năm rồi, tôi đã yêu cầu các nước thành viên NATO chi thêm nhiều tỷ đô la bổ sung hầu như không được đáp ứng. Mỹ đã chi tiêu quá nhiều, biên giới của châu Âu quá tệ, không thể chấp nhận chỉ chi đô la cho Nga qua đường ống dẫn dầu. Đức là ông muốn trách bà Thủ tướng Đức. Ông trách móc nhiều nước thành viên thất hứa không đóng góp ngân sách cho liên minh 2%. Cho đến nay, ông nói Washington đáp ứng gần 70%. Thưa quý vị, 29 nước mà chỉ chi có 30%, trong khi Hoa Kỳ phải chi 70% cho NATO. NATO là một cái tổ chức hồi thời Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Tôi còn nhớ Tổng thống Ngô Đình Diệm gọi cái đó là Liên phòng Bắc Đại Tây Dương. Liên phòng Bắc Đại Tây Dương. Ông đe dọa rút quân Mỹ, mở cuộc chiến thương mại nhắm vào Liên hiệp Âu Châu. Thưa anh. Vâng, ông gay gắt trách cứ Berlin đã trả hàng tỷ đô la mua vũ khí đốt của Nga và hối thúc Đức nhanh chóng thực thi cam kết chi phí quân sự. Ông tức giận gọi nữ thủ tướng bằng tên thay vì bằng họ, bảo Angela, bà cần phải có hành động về điều này. Ông còn đề nghị cho Nga gia nhập trở lại khối G8, điều mà các thành viên của Liên Âu ngại nhất là Tổng thống Trump bán đứng an ninh của Tây Phương để mặc cả với Tổng thống Putin của Nga. Tổng thống Nga có thể thuyết phục đồng nhiệm Mỹ ngưng các cuộc diễn tập quân sự của NATO tại Ba Lan và các nước vùng Baltic, cũng như giảm nhẹ các trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga mà không đề cập đến vấn đề Crimea. Dù thế, nhưng chỉ trước ngày đầu tiên của Thượng đỉnh 11 tháng 7 năm 2018, 29 quốc gia đã ra một thông cáo chung tái khẳng định cam kết chi 2% GDP cho quốc phòng như một cử chỉ nhượng bộ đồng thuận với yêu cầu của Tổng thống Mỹ, và NATO đã thêm được 40 tỷ quốc phòng và Mỹ được bớt lấy tiền thuế của dân Mỹ bao 70% cho NATO. Thưa quý vị, nói thì vậy, nhưng mà tất cả những lãnh tụ quốc gia, lãnh đạo quốc gia, thưa với quý vị, người ta giải quyết theo cái quyền lợi của đất nước. Nên chỉ mới có ngày họp mà, thưa quý vị, mà 28 nước trong đó có Mỹ đồng ý là theo một cái cam kết trước đây 4 năm là mỗi nước phải chi 2%, lấy 2% GDP, tức là tổng sản lượng quốc gia của mình, để dồn vô cái việc mà bảo vệ Liên Âu, đóng vô cái quỹ cho NATO.
Đó là cái có thể nói là một cái sự thành công rất là lớn của ông Tổng thống Trump. Thời Tổng thống Obama, trong 4 năm chót của ông đó, thì ông đã vận động ký được, nhưng mà trong 29 nước chỉ có 7 nước áp dụng thôi. Nghĩa là coi như cái tờ giấy mà nhiều người ký nhưng mà ít người làm. Nhưng mà ông Trump, ông dùng cái hình thức phải nói là hơi táo bạo. Ban đầu vô ông nói rất mạnh, ông đòi hỏi, ông chê để đi đến cái chỗ, nghĩa là cũng như tấn công tinh thần người khác và người khác đồng ý. Và một trong những cái nước mà có thể nói là thích cái này nhất là ông cựu thủ tướng của Ba Lan. Ông nói, thưa Tổng thống Trump, ông không thể nào ở đâu mà ông kiếm được những người bạn tốt như ở NATO này. Nói cái câu đó thì mình nghe chắc ông Trump ông cũng mát ruột lắm. Đó là cái phần đầu anh em chúng ta thấy. Thưa anh. Vâng, về vấn đề các bộ chỉ huy lực quân và không quân được cải cách và đặc biệt hơn hết là phối hợp với Liên Hiệp Châu Âu, cải thiện hệ thống tiếp liệu và vận chuyển quân đội nhanh chóng hơn và phải mất tới 2 tháng mới có giấy phép chuyển chở vũ khí đi ngang qua nước Đức hỗ trợ cho Sườn Đông. Cuối cùng, lần đầu tiên NATO đã lập một ban tham mưu chiến tranh phức hợp, kết hợp mọi hình thức chiến tranh tới quy ước cho đến phi quy ước. Cụ thể, từ nay đến năm 2020, NATO đủ sức khai triển chậm lắm trong vòng 30 ngày một lực lượng hùng hậu gồm 30 tiểu đoàn cơ động, 30 phi đoàn chiến đấu, 30 chiến hạm, theo công thức 4 × 30. Sườn phía Nam, vành đai Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có lực lượng NATO hiện diện. Cũng theo Alexander Hope Schaffer, địa bàn hoạt động của Liên minh Bắc Tại Dương tiếp tục mở rộng phục vụ lợi ích của Mỹ cho đến tận Afghanistan và Iraq. Thưa quý vị, còn một cái việc đã thành công ở NATO rồi. Ông mới bắt đầu qua cái chuyện thứ hai. Là ông làm sao ông cố lôi kéo ông Tổng thống Putin của Nga là một tay sừng sỏ chứ không phải vừa đâu quý vị. Chúng tôi cũng xin mở dấu ngoặc trước. Ông Putin á, vốn là một ông trung tá của cơ quan tình báo Liên Xô mà hồi xưa người ta gọi là KGB. Và sau nhiều cái thay đổi đó thì ông được ông Yeltsin sử dụng đưa lên làm thủ tướng. Và trong một thời gian ông dàn xếp cái công việc chính trị gần như là độc quyền. Nên ông đắc cử mấy lần tổng thống mà cái nhiệm kỳ này ông mới vừa đắc cử là một nhiệm kỳ 6 năm một lần chẳng phải ít. Tuy nhiên, NATO sau khi mà ông Putin tấn công chiếm lấy cái bán đảo Crimea thì từ Hoa Kỳ cho thời Tổng thống Obama cho đến những cái nước NATO phản đối ông, nghĩa là trừng phạt, không có mua dầu, mua mỡ gì của Nga nữa. Thì thưa quý vị, Trung Cộng lúc đó mới lợi dụng thời cơ cứu ông Putin bằng cái cách mua rất nhiều dầu khí của để tạo thành, muốn liên kết một cái nước Nga hậu Cộng sản với một cái nước Trung Cộng hiện Cộng sản. Mà nếu làm được như vậy, thưa quý vị, cái đế quốc đệ tam Cộng sản sẽ tái hiện. Và thứ hai nữa, quan trọng nhất là cái chiến tranh lạnh lại bắt đầu. Đó là ý đồ của ông Tập Cận Bình. Thành ra bây giờ ông Trump, ông muốn gặp ông Putin trong một cái họp thượng đỉnh. Hai bên đã đồng ý với nhau, đã họp ở tại Helsinki là một cái thủ đô của thành là hành là đó. Nhưng mà trước khi đi cũng gặp khó khăn và sau khi đi sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa. Cái khó khăn là nhất mà là lôi kéo Nga xích lại gần Mỹ để cô lập Trung Cộng. Cái thâm ý của ông Trump là cái đó. Từ mà hai bên hồi đó tới giờ thì Trung Cộng và Nga thì cũng giao thương, liên lạc với nhau, ban giao hết sức là đều điều hòa. Do vậy
phải làm sao. Sau khi đi, hai ông đi đó, thì cũng không có gì quan trọng nhất, họ khen với nhau, rồi họ có những cái lời lẽ đó có thể nói là tốt đẹp, nhưng mà khi đi về nước, Tổng thống Trump gần như bị một cái trận giặc về truyền thông. Chúng tôi xin phép gói gọn lại từ những người nghị sĩ của trong đảng Cộng Hòa và những cái người dân biểu ngoài đảng. Thứ nhất là dân chủ thì chống tối đa, chống ông Trump. Nói là tôi nhớ ông McCain là một người thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa mà ông đương bị bệnh nan y. Tôi không dám nói cái chữ ung thư thì nghe nặng quá phải không anh Viên? Nan y, nằm ở nhà không còn đi họp được nữa. Thì mà ông cũng nói, ông Trump đi qua gặp ông Putin là một cái nỗi nhục nhã của nước Mỹ, một cái. Nhưng mà cái nhục nhã cũng không có bằng cái chuyện mà mình bị bắt đi tù cải tạo. Thứ hai là ông chủ tịch đảng, ông chủ tịch của Hạ nghị viện là cũng Cộng Hòa, ông Paul Ryan, thưa với quý vị, ông cũng nói nếu mà Quốc hội ok những cái biện pháp gì chống lại Nga thì ông sẵn sàng đồng ý. Chủ tịch nói như vậy là coi như là không đồng ý cái việc của ông Trump là. Và nhiều người, thứ nhất là báo chí CNN, Washington Post phê bình ông, nói tại làm sao qua gặp ông Tổng thống Nga mà không đặt cái vấn đề Nga điều tra cái cuộc bầu cử 2016 của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tôi nghĩ mấy ông nhà báo đó là những cái người có thể nói là những cái người ba ta dừa, những người đấu tranh chứ không phải là nhà báo. Quý vị thử tưởng tượng coi, hai bên mình mới gặp với nhau lần đầu tiên mà chưa gì không lẽ nói ông Putin, ông làm cái việc tầm bậy, ông xen vào cái việc mà bầu cử ở nước tôi 2016. Thưa với quý vị, nếu ông Trump mà nói như vậy bột là ông kia sẽ quay mặt chỗ khác và rút lui, là tại vì chưa gì sạc vô mặt người ta. Rồi nếu mà ông Trump đặt vấn đề đó, thưa với quý vị, thì coi như ông tự thú nhận rồi. Mà trong khi ông Mueller điều tra cả nói có gần 2 năm rồi ra, năm mấy 2 năm, nhưng mà chưa có kết quả, thì hà cớ gì ông tự khai trước ông Putin. Thưa quý vị, thành ra phê bình cái đó có tính cách là, thưa với quý vị, là đảng phái, là cảm tính, là phe đảng, chứ không phải là một cái phê bình có tính cách xây dựng. Nếu phê bình xây dựng chưa gì vô mà có những cái hành động không đẹp, những cái lời nói xúc phạm, thì chắc chắn cái người đó, cái người bị phê bình, người ta không có nghe mình. Cũng như báo chí bây giờ cũng vậy, thưa quý vị. Có những cái người mà người ta không thích cái lập trường của tờ báo đó, không bao giờ mở tờ báo đó coi, chứ đừng nói mua. Trái lại, cái tờ báo nào thích thì người ta coi như một cái ốc đảo mà mát mẻ, người ta coi thường hơn. Vì lẽ đó mà theo chúng tôi ghi nhận được, thì CNN từ ngày ông Trump lên tới bây giờ thì đại kỵ, kêu bằng không đổi trời chung với ông Trump. Thì theo tôi biết, cái số mà phát hành, cái số người xem cũng có bị xuống nhiều chứ không phải ít. Nên ông đi về phê bình, nhưng mình nhìn lại coi trong cái cuộc họp này ông có đem lại cái gì lợi cho nước Mỹ hay không, thưa anh? Vâng. Bây giờ người ta nói là có thể là lịch sử là một cuộc lặp lại không ngừng. Thì chúng ta nhớ để trước kia đó, Tổng thống Nixon đã từng bắt tay với Mao Trạch Đông để tách Trung Cộng Liên Xô. Như vậy hiện giờ Tổng thống Trump cũng lôi Nga về phía Mỹ để tách Trung Cộng ra khỏi Liên Xô. Đế Cộng sản phá bể đế quốc Cộng sản tam quốc tế, dẫn đến sụp đổ của Liên Xô. Vì nhiều dấu chỉ cho thấy ông Tập Cận Bình đã từ lâu móc ngoặc với Putin để chống Mỹ, nhất là khi Mỹ chuyển trục quân sự sang Á Châu, Thái Bình Dương.
Trung Cộng cứu nguy Nga khi bị Liên Âu và Mỹ trừng phạt tẩy chay không mua dầu khí của Nga sau khi Nga chiếm cứ Crimea. Thì Trung Cộng mua của Nga 50 triệu tấn dầu khí mỗi năm so với 15 triệu tấn năm nay. Tăng hơn 3 lần, Trung Cộng cũng ứng cho công ty Rosneft của Nga 2 tỷ đô la tín dụng. Nga cung cấp cho Trung Cộng 39 tỷ mét khối ga năm để kể từ năm 2018 và sẽ tiếp tục tăng lên 60 tỷ mét khối hàng năm. Giao thương giữa Nga và Trung Cộng đã tăng gấp 14 lần trong hai thập niên và đạt được con số kỷ lục là 88,2 tỷ đô la năm ngoái. Và hai lãnh tụ hứa sẽ tạo điều kiện tăng thêm nữa lên 100 tỷ đô la năm trong thời gian gần đây. Thành ra việc Tổng thống Trump muốn lôi kéo Nga để cô lập Trung Cộng là một khó khăn lớn. Càng khó hơn nữa vì phe chống đối Tổng thống đang mở một cuộc điều tra cho rằng Nga đã từng ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử. Nhưng Tổng thống Trump vẫn muốn hẹn gặp Tổng thống Trump ở Helsinki, tức là đã hẹn ngày 16 tháng 7 vừa rồi. Nói tóm lại là cái chuyến đi của Tổng thống Trump gặp ông Putin, đây là một cái đề tài rất là lớn. Phải chăng mỗi bên đều có một cái ý, một cái thâm ý? Ông Trump thì muốn lôi kéo Nga về cái phía Hoa Kỳ. Để chi? Để tách cái thế lực hậu Cộng sản và hiện Cộng sản, là tách Nga ra khỏi Trung Cộng. Còn ông Trump cũng không phải tay dừa. Ông cũng có cái quyền lợi quốc gia cần phải bảo vệ trong khi mà hội nghị. Thì ông cần Hoa Kỳ, ông biết Hoa Kỳ có cái thế lực đối với NATO. Ông cần Hoa Kỳ để giải dây dùm cho ông. Bởi vì cái vụ mà ông chiếm Crimea, cái vụ mà ông gây khó khăn trên bờ, trên biên giới của Ukraine, làm cho NATO hết sức bực mình và căm giận ông. Nếu mà Hoa Kỳ lôi kéo được ông Nga, thì thưa quý vị, cái áp lực của NATO, nghĩ rằng ông Putin nghĩ rằng cũng đỡ hơn, tức là phá được một phần nào dòng dây bao dây của NATO đối với Trung Cộng. Đó là cái điều chúng ta có thể kết luận dựa vào những cái sự kiện, chứ không phải dựa vào những cái cảm tính phe đảng. Thấy ông Trump đi chỗ này chỗ kia tìm đủ mọi cách là nói không đẹp về hình ảnh của một cái vị tổng thống mà những người đó đối lập. Xin thành thật cảm ơn quý vị.